Xin chào tất cả anh em nha. Hôm nay Nông Cơ Nguyễn Châu em sẽ giới thiệu với mấy anh em một cái động cơ máy thủy Yamaha hai máy thủy. Con này nó 30 ngựa, 3.100 tua. 30 ngựa 3.100 tua. Đây số seri 70W. 10. Đây là thông số kỹ thuật của cái bình này. Con này nó hợp sẵn cái hộp số thủy luôn ha. Đây hộp số này là hộp số tua là 3.41 nha. Hộp số HM7-1. Số thủy, số dầu. Có giải nhiệt nhớ nước luôn nè. Nước nó đi vô nó giải nhiệt hết luôn. Con này thì nó là hai máy. Này bếp kim, heo đầm bếp kim, heo tự động đây nè. Máy thủy thì thường là nó xài heo tự động hết. Dạ, tắt máy. Đây, bơm dầu, bơm tay. Bơm để mấy cái thùng dầu mà để dưới á. Thâm nhớt. Này thì giá đây nè, đi sẵn 38 chai. Đẹp ghê, máy thủy mà cỡ vậy là dữ lắm rồi đó nè. Đẹp. Rồi nổ đi mập. Rồi nước chưa? Máy thủy rồi. Thủy nổ là phải có nước. Nó an toàn. Sưng. Bình 12 thôi. Đứt qua tua là nổ rồi. Rồi anh em nào ông em này thì cứ liên hệ với em ha. 0913719579 ha. Rồi em giao cái này cho anh em về xài. Ừ. Rồi, hỏi suy nghĩ. Quan tâm theo dõi và ủng hộ cửa hàng em. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại nha.